Phá bỏ lầm tưởng về tái chế. Thực tế hay lầm tưởng, tôi không cần phải đổ bỏ hay vét sạch thức ăn và chất lỏng từ các vật liệu tái chế. Cơ sở tái chế sẽ làm việc đó. Lầm tưởng: thực phẩm và chất lỏng trong các vật liệu tái chế có thể làm nhiễm bẩn các vật liệu tái chế khác như giấy và bìa cứng, làm cho chúng không thể tái chế được. Hãy nhớ đổ bỏ và vét sạch các vật liệu tái chế của quý vị trước khi bỏ vào thùng tái chế. Hãy giúp San Jose tái chế sạch. Quý vị có muốn phá bỏ thêm lầm tưởng về tái chế không? Hãy tìm hiểu sự thật tại sanjoserecycles.org. Andy Phạm xin được gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Điểm Tin của Cali Today. Xin thưa với quý vị, chỉ còn vài ngày nữa là hết cái năm 2020 rồi, chuẩn bị qua năm 2021. Cái năm 2021 mà tháng Giêng thì là quý vị biết rằng chúng ta sẽ có nhiều cái tin tức lắm, mà nhất là tin tức nội địa thì chúng ta sẽ, mà được cho là một năm mà phải nói rằng có nhiều sự thay đổi và kinh hoàng đối với nước Mỹ, từ cái dịch COVID-19 cho tới cái thể lệ bầu cử, nhất là ngày 6 tây tháng 1 sắp tới đây, về vấn đề mà cử tri đoàn vân vân. Thì lần lượt Andy sẽ gửi đến cho quý vị những bản tin của cái năm 2020, rồi từ từ sẽ chuyển qua năm 2021 để có sự, những cái sự dự đoán như thế nào. Cái bản tin đầu tiên Andy gửi cho đến cho quý vị đó, quý vị nghe để xem cái bản tin này như thế nào. Sáng nay Andy đọc cái bản tin thì nó có cái tựa đề nó như vậy nè: Tổng thống Trump được bầu là người đáng ngưỡng mộ nhất nước Mỹ. Quý vị nghe cái bản tin này đi đã nha. Thì ông Trump được bầu chọn là người đàn ông đáng ngưỡng mộ nhất nước Mỹ theo cái khảo sát của cái viện Gallup. Cũng là cái lúc mà nó kết thúc cái chuỗi mà 12 năm sở hữu cái danh hiệu này của ông cựu tổng thống Obama. Cái bản tin cho biết rằng khảo sát thường niên được Gallup công bố ngày hôm nay cho thấy 18% những cái người tham gia nói rằng Tổng thống Donald Trump là người đàn ông đáng ngưỡng mộ nhất ở Hoa Kỳ. Trong khi ông cựu Tổng thống Barack Obama và ông Tổng thống đắc cử Joe Biden thì nhận được tỷ lệ ủng hộ là 15% và 6%. Đây là lần thứ hai ông Trump nhận được cái danh hiệu này và cũng là cái lần thứ 10 ông lọt vào cái top 10. Trước đó vào năm 2019 thì ông Trump và ông Obama cũng được bình chọn là người đáng ngưỡng mộ nhất, trong khi cả hai đều nhận được 18% ủng hộ. Năm 2019 cũng là lần thứ 12 liên tiếp ông cựu tổng thống Obama được xướng tên ở cái vị trí này. Khảo sát của cái viện Gallup năm nay cho thấy rằng 3% người tham gia bình chọn cho ông Anthony Fauci của CDC và 2% lựa chọn cho Đức Giáo Hoàng Pope Francis là người đáng ngưỡng mộ nhất. Cái danh sách mà top 10 còn bao gồm cả ông CEO của Tesla là ông Elon Musk, ông thượng nghị sĩ Bernie Sanders và cái người sáng lập của Microsoft là ông Bill Gates và cái ngôi sao bóng rổ LeBron James và Đức Đại Lạt Ma của Tây Tạng và 1% bình chọn cho mỗi một người. Ở cái hạng mục mà dành cho những người phụ nữ nổi tiếng thì là cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama thì nhận được 10% bình chọn trở thành người phụ nữ đáng được ngưỡng mộ nhất ở Hoa Kỳ. Xếp sau bà đó là Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris với 6% và rồi đệ nhất phu nhân Melania Trump với 4% và nữ hoàng truyền hình của Hoa Kỳ là Oprah Winfrey là 3%. Cái top 10 người phụ nữ được ngưỡng mộ nhiều nhất còn có sự góp mặt của Thủ tướng Đức là bà Angela Merkel, cựu ngoại trưởng của Hoa Kỳ là bà Hillary Clinton và thượng nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez và nữ hoàng đệ nhị với 2% bình chọn cho mỗi người.
Và quý vị nghe cái câu cuối cùng này. Cái cuộc khảo sát của Gallup được thực hiện chỉ với 1.018 người trưởng thành trong khoảng thời gian từ ngày 1 tới ngày 17 tháng 12 của năm nay. Cho nên qua cái bản tin này đó thì khi anh đi đọc cái bản tin xong, anh đi xem những cái comment của cái bản tin dưới này thì mới có rất nhiều người người ta để lại cái comment ở dưới cái bản tin là tại sao ông Trump lại được người trở thành người ngưỡng mộ nhất đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà càng lần lượt coi một số những comment đó thì tại vì người ta bỏ qua cái con số là khảo sát dựa trên 1.018 người chứ không phải là 100.000 người hay là 1 triệu người hay là 10 triệu người. Cho nên cái con số này nó không nói lên cái gì cả quý vị. Mà những cái con số trước đây đó, khi mà cái viện khảo sát của Gallup thực hiện đó, thì thường thường lên tới con số cả chục ngàn người kìa, chứ không phải chỉ có 1.000 người như vậy đâu. Nhưng mà lần này đó, với một cái con số nó quá vội vã, khi chỉ có làm một cái survey, một cái khảo sát dựa trên có 1.000 người thôi, thì coi như cái kết quả này nó không nói lên cái điều gì cả. Nhưng mà vào cái dịp cuối năm rồi, thì đối với cái viện Gallup này, cái công việc của họ là thường thường họ làm những công việc khảo sát. Cho nên qua đó quý vị thấy họ hối hả, họ muốn có một cái kết quả nào đó để mà đưa ra. Cho nên qua cái bản tin này thì quý vị thấy rằng dựa trên 1.000 người thôi thì nó cũng không nói lên được cái điều gì tốt hơn. Chúng ta chờ những cái cơ quan truyền thông khác, những cái viện khảo sát khác để từ đó chúng ta sẽ có một cái con số, một cái kết quả nó khác hơn ha quý vị. Và đó là cái bản tin đầu tiên. Còn cái bản tin mà ngày hôm qua anh đi đưa cho quý vị là ông Trump vẫn chưa chịu chích cái vaccine. Và những người ủng hộ ông Trump vẫn tiếp tục delay cái vấn đề chích vaccine. Cho nên là ông Biden kêu ông Trump là phải chích cho nhanh đi. Xin lỗi quý vị. Và phải khuyến khích dân chúng, những người ủng hộ ông chích càng sớm càng tốt, thì cái chuyện mà làm ngắn lại cái cơn dịch mà COVID-19 này nó càng sớm càng tốt. Nhưng mà ông Trump vẫn tiếp tục nói rằng ông chưa có lên một kế hoạch nào để chích cả. Bây giờ ông còn nhiều việc phải làm. Còn cái người mà y sĩ trưởng thì nói là ông Trump bây giờ ông đã nhiễm bệnh rồi. Trong người ông đã bị xâm nhập bởi cái con COVID-19 rồi, bây giờ ông hết cái bệnh rồi thì trong người ông đã có kháng thể, cho nên ông không nhất thiết phải chích trong thời gian sớm nhất. Nhưng mà nếu ông Trump không chích trong thời gian sớm nhất thì tốt hết ông Trump nên khuyến khích những người ủng hộ mình hãy chích đi, bởi vì việc ông chích hay không là chuyện của ông. Nhưng mà cái chuyện những người mà ủng hộ ông kìa lên một con số to lớn ở bên ngoài đó thì phải lo mà chích, chứ nếu không đó thì những cái người đó không chết thì nó sẽ lây lan qua những cái người khác, mà từ đó cái khó mà dập tắt được cái cơn bệnh này. Thì sở dĩ anh đi nói như vậy là sáng ngày hôm nay thì quý vị biết là bà Kamala Harris bà đã và cùng với ông chồng là đã chích cái vaccine của Moderna tại cái trung tâm y tế ở Washington DC. Và sau khi mà bà Kamala Harris bà chích xong thì bà nói rằng bà tin vào cái khoa học, bà tin vào những nhà khoa học gia đã chế ra những loại thuốc này. Đây là cái loại thuốc duy nhất để có thể cứu cái bản thân của mỗi người và gia đình của họ và cộng đồng của họ. Cho nên là mọi người hãy tin tưởng vào loại thuốc và hãy chích như tôi đang chích, như chồng tôi đang chích. Thì đây là cũng là một cái điều rất là phải nói rằng nó lần lượt những cái quan chức lớn của chính phủ Mỹ là họ đều chích thuốc hết rồi. Quý vị thấy ông Joe Biden cũng chích rồi, ông Mike Pence cũng chích rồi, vợ con cũng chích rồi. Có thể nói rằng ông giám đốc của CDC là ông Anthony Fauci cũng chích rồi. Nói chung là những quan chức lớn đều chích hết, bây giờ chỉ còn có là ông Trump là chưa chích nữa mà thôi. Cho nên thì đây cũng là một cái việc mà
khuyến khích dân chúng để chích càng sớm càng tốt. Thì theo cái dự tính của Hoa Kỳ đó thì cỡ khoảng chừng 20.000 liều vaccine đó, là coi như là đầu tháng 1 này là đã chích hết cho dân Mỹ là 20 triệu. Rồi sắp tới đây đó là tiếp tục thêm vài chục triệu nữa, và người ta dự trù rằng tới tháng 4, tháng 5 là chích lên tới gần cả 100 triệu người dân của Hoa Kỳ. Cho nên từ đó cái bệnh dịch nó từ từ nó giảm đi. Ngày hôm nay thì quý vị cũng biết rằng là một cái, quý vị biết rằng khi mình chích cái vaccine này phải chích hai lần, và lần thứ nhất cách lần thứ hai là 21 ngày, tức là 3 tuần. Thì cái người mà chích cái mũi thuốc đầu tiên hết đó, là của cái thuốc vaccine 19 này, là cái người này là ở tại Anh. Thì đây, cái ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên mà cái người đầu tiên cũng được chích cái mũi thứ hai. Thì cái này là tên là, cô này tên là Keenan, là người đầu tiên tiêm vaccine coronavirus của Pfizer và đã tiêm cái liều thứ hai vào sáng ngày hôm nay, và cô trở thành cái người bệnh nhân đầu tiên được chủng ngừa hoàn toàn chống lại coronavirus. Có nghĩa rằng virus có thể nói tới giờ phút này là phải sợ cô này rồi, coi như là cô này được coi như hoàn toàn miễn nhiễm. Thì đó là theo lời của công ty Pfizer. Thì cô đã được cái liều thứ hai tại cái bệnh viện đại học mà Coventry 3 tuần sau, thì coi như là ngày hôm nay cô chích lại cái liều thứ hai. Và cô nói rằng mà cái viện đại học này á, thì nói rằng chúng tôi rất là vui mừng chào đón Margaret Keenan đã trở lại bệnh viện Coventry hôm nay để tiêm liều thứ hai một cách an toàn, sau khi cô ấy trở thành người đầu tiên trên thế giới được hãng Pfizer đã nói rằng cô hoàn toàn đã được miễn nhiễm. Và chính cái giám đốc điều hành của bệnh viện đại học mà Coventry này đã tuyên bố như vậy. Thì cái tờ báo đã đưa tin rằng hơn 616.000 người ở Anh đã được chích những cái liều vaccine lần đầu tiên, mặc dù Thủ tướng Boris Johnson tuần trước cho biết gần 800.000 người được chích lần đầu, là cái liều vaccine lần đầu. Cho tới giờ phút này thì đối với nước Anh thì mới chỉ phê duyệt cái vaccine của Pfizer thôi. Mặc dù mà những cái báo cáo đã đưa ra rằng ứng cử viên vaccine từ AstraZeneca và Đại học Oxford sẽ được phê duyệt trong tuần này. Ở Anh thì những cái ca nhiễm virus đang tăng vọt với những cái số ca mà mắc kỷ lục được báo cáo vào sáng ngày thứ ba ngày hôm nay. Ngoài những cái trường hợp gia tăng thì nước Anh cũng phải vật lộn với một cái chủng loại coronavirus mà biến thể mới, tức là nó biến, cái gen nó biến đổi vừa mới được phát hiện. Thì các nhà khoa học cho biết rằng cái biến thể của virus này có khả năng lây nhiễm cao hơn, mặc dù nó dường như không gây ra các trường hợp nghiêm trọng hơn cái coronavirus. Và các chuyên gia y tế ở Hoa Kỳ và Anh đã tuyên bố rằng các loại vaccine hiện tại đã được phát hành cũng như là AstraZeneca được cho là có hiệu quả chống lại những cái loại virus mới mà vừa mới tìm ra này. Tất cả cái Liên minh châu Âu thì họ cũng đã bắt đầu cái chiến dịch mà tiêm chủng vào cái ngày Chủ nhật và khuyến khích người dân tiêm vaccine. Và cái Liên minh châu Âu được cho là có cái mục tiêu là chích thuốc cho tất cả người lớn của mình vào cuối năm 2021. Cho nên quý vị thấy rằng nhiều người bi quan, nhưng mà Andy nghĩ rằng bây giờ khắp mọi nơi trên thế giới thì quý vị thấy đã bắt đầu chủng ngừa, thì Andy nghĩ chừng tháng 4, tháng 5 năm nay đó là nó có những kết quả tương đối nó tốt rồi, mà kéo dài tới cho cùng lắm là tới cuối năm 2021 là coi như mọi việc là coi như phải kết thúc, coi như phải xong. Thì đó là những cái bản tin liên quan tới cái vấn đề vaccine. Một cái bản tin nữa đó, chắc quý vị cũng còn nhớ là cái hãng Boeing có cái chiếc Boeing mà 737 Max. Thì trước đây đó có bị tai nạn rồi đủ mọi chuyện hết rồi, bị cấm bay trên bầu trời. Nhưng mà bây giờ cái 737 Max được trở lại cái bầu trời của Hoa Kỳ sau gần 2 năm vắng bóng. Cái bản tin chi tiết cho biết là cái chuyến bay thương mại đầu tiên của Hoa Kỳ trên chiếc máy bay phản lực 737 Max đã rời Miami
đến cái phi trường LaGuardia của New York vào sáng ngày thứ ba, tức sáng ngày hôm nay gần 2 năm vắng bóng. 737 đã bị cấm bay vào tháng 3 năm 2019 sau một vụ tai nạn của hãng Lion Air vào tháng 10 năm 2018 ở Indonesia, khiến 189 người thiệt mạng. Và 5 tháng sau đó là vụ tai nạn của Ethiopian Airlines khiến tất cả 157 người trên chuyến bay này bị thiệt mạng. Vào tháng 9 thì một báo cáo điều tra từ Hạ viện đã đổ lỗi cho Boeing và Cục Hàng không Liên bang vi phạm những cái thất bại mà lặp đi lặp lại và nó gây nghiêm trọng. Các vụ tai nạn là cái đỉnh điểm kinh hoàng của một loạt các giả định kỹ thuật bị lỗi của những kỹ sư Boeing, sự thiếu minh bạch của bộ phận quản lý của Boeing và sự giám sát hoàn toàn không đủ của FAA, báo cáo của Quốc hội cho biết như vậy. Cái hãng cho biết là hành khách trên tất cả các chuyến bay của American Max sẽ được cảnh báo trước với tùy chọn đặt chỗ lại. Chúng tôi nói với bất cứ khách hàng nào trên chiếc Boeing 737 Max và bạn không muốn bay, chúng tôi sẽ cho phép bạn thay đổi. David Sitmore, giám đốc điều hành của American cho biết như vậy. Cái câu nói này có nghĩa rằng Boeing vẫn phải đối mặt với hàng chục những cái vụ kiện oan sai của các gia đình nạn nhân về vấn đề an toàn dẫn đến vụ tai nạn. Đầu tháng này thì hãng hàng không Brazil Go đã trở thành hãng hàng không đầu tiên trên thế giới sử dụng các máy bay đã được chứng nhận lại. United Airlines có kế hoạch giới thiệu cái loại Max bắt đầu từ ngày 11 tháng 2 và Southwest là nhà khai thác lớn nhất của máy bay phản lực 737 Max dự kiến sẽ bắt đầu sử dụng loại máy bay này không sớm hơn quý 2 của năm 2021, theo một thông báo trên trang web của hãng Southwest. Và chúng tôi sẽ không bao giờ quên những sinh mạng đã mất trong hai vụ tai nạn thương tâm dẫn đến quyết định đình chỉ hoạt động, giám đốc điều hành của Boeing David cho biết trong một tuyên bố hồi tháng 11. Và American Airlines đã đặt hàng 76 máy bay phản lực Max để bổ sung vào cái đội máy bay hiện tại gồm 24 máy bay 737 Max. Cái cuộc khủng hoảng mang tên 737 Max đã dẫn tới cái làn sóng hủy đơn đặt hàng đối với Boeing. Tập đoàn hàng không vũ trụ này càng chịu nhiều tổn thương khi đại dịch COVID-19 sụp đổ hoạt động du lịch quốc tế, đẩy nhiều hãng hàng không vào cái tình cảnh khó khăn và thậm chí phá sản. Tuy nhiên, Boeing đã nhận được một số đơn đặt hàng mới trong những tuần gần đây, cho thấy cái giai đoạn khó khăn của tập đoàn này đang dần qua đi. Cái khó khăn này là khó khăn chung, chứ không phải là chỉ riêng cái hãng Boeing không. Nhưng mà quý vị thấy cái chuyện mà đi lại trong cái khoảng mà bệnh dịch COVID-19 này thì cái ngành du lịch trên thế giới nó đâu có, gần như nó bị shut down toàn bộ, thì hãng Boeing cũng phải chịu chung một cái cảnh là nằm gần cả năm nay. Nhưng mà đặc biệt cái chiếc mà 737 Max này đó là cái chiếc mà tưởng rằng sau khi mà nó bị crowded, tức là không còn bay nữa rồi bị những vụ kiện tụng, thì Boeing sẽ sửa đổi, không có còn lấy cái tên mà 737 Max nữa. Nhưng mà ngày hôm nay thì Boeing đã phục hồi nó trở lại và đưa nó lại lên trên bầu trời, đó là một cái niềm vui. Nhưng mà nó có một cái câu trong cái hãng, những cái hãng hàng không mà họ vừa sử dụng cái chiếc mà 737 Max này, họ nói, quý vị nhớ, là khi mình mua vé máy bay, trong cái hãng máy bay nó có nhiều cái loại máy bay chứ không phải chỉ có cái 737 Max này. Mà đặc biệt thì cái 737 Max này thì cái tiện lợi của nó rất là nhiều và nó êm dịu hơn, chỗ ngồi nó thoải mái hơn. Người ta thiết kế cho nó mang lại những cái tiện ích cho con người nhiều hơn khi mà mình đi đường dài. Nhưng cái điều mà các hãng này nói, nếu như quý vị mua vé mà người ta cho biết rằng là mình sẽ đi trên chiếc 737 Max này, mà nếu quý vị không đồng ý ngồi trên cái 737 Max này bởi vì vẫn còn những cái sự sợ hãi gây ra bởi những cái chuyến bay mà gây chết người trước đây, mặc dù họ đã phục hồi rồi, thì hãng sẵn sàng đổi cho quý vị ngồi trên những máy bay khác thay thế những cái chiếc máy bay 737 Max. Cho nên quý vị nhớ, đây là cái bản tin này nó nói như vậy. Đó là một, cũng là một cái niềm vui, phải không quý vị? Một cái bản tin khác nữa đó là quý vị có nhớ cái khoản mà cái stimulus package, tức là
900 tỷ thì ông Trump ổng đã ký rồi và gửi đến, phải nói ký thành cái luật rồi. Và nếu anh đi không lầm đó, thì một số những nhà mà chuyên nghiên cứu, những cái nhà phải nói rằng về những cái chuyên viên về kinh tế đó, cũng như những cái người có trách nhiệm thì họ nói rằng những cái check mà 600 đồng này đó sẽ được gửi ra nó không trễ hơn vào 15 tây tháng 1 sắp tới đây của năm 2021, trên đó cũng là một cái tin vui. Nhưng mà cái khoản mà quý vị nhớ rằng ông Trump ông nói rằng là 600 thì ít quá, phải cần cho 2.000 đồng cho mỗi một người đó, thì lúc trước đây đó thì quý vị nhớ rằng bên dân chủ thì nói là muốn 2.000 thì 2.000, nhưng mà lúc đó dân chủ nói rằng không có muốn bàn cãi thêm nhiều vấn đề này nữa, trước tiên hãy lo ký cái 600 này trước đi đã. Thì bây giờ ông Trump ký rồi, nhưng mà họ vẫn phải nói là Hạ viện vẫn thông qua cái chuyện mà 2.000 đồng theo ý của ông Trump muốn. Và ngày hôm nay đó thì Hạ viện đã thông qua và đưa lên trên Thượng viện. Thì khi đưa lên Thượng viện thì quý vị biết rằng cái số mà thiểu số của Thượng viện đó, thì họ muốn là cái đạo luật này đem ra bỏ phiếu ở Thượng viện ngày hôm nay, tức là ngày sáng ngày thứ ba. Nhưng mà ông Mitch McConnell đó thì ông là chủ tịch khối đa số của Thượng viện, thì ông nói rằng ngày hôm nay thì chưa được, có một số vấn đề cần phải xem xét lại. Cái điều thứ nhất mà ông nói đó là cái vấn đề mà xem xét lại cái điều mà ông Trump ổng muốn là bỏ đi cái điều khoản mà 230 đó. Tức là cái điều khoản này nó bảo vệ cho những cái công ty công nghệ, chẳng hạn như Facebook, Twitter, vân vân, những cái mạng xã hội. Quý vị biết là những cái công ty này mỗi lần ông Trump ổng tweet lên hay là ổng bỏ cái gì lên trên Facebook đó, mà nhiều khi nó không có phù hợp với lại cái tiêu chí, cái luật lệ của công ty, cho nên họ block, họ chặn lại những cái tweet của ông Trump, hay là họ chặn lại những cái bài đăng của ông trên Facebook. Thì ông Trump cũng rất bực bội về vấn đề này, cho nên ông nói rằng phải bỏ cái điều khoản 230 để bảo vệ những cái công ty công nghệ như Facebook và Twitter. Đó là cái điều đầu tiên mà ông Mitch McConnell ông nói rằng phải xem lại. Cái điều thứ hai mà ông nói đó là là cái điều mà ông Trump ổng cũng muốn là điều tra về cái sự gian lận bầu cử. Thì cái này cũng phải xem lại luôn, chứ bây giờ chưa có thời gian để xem xét vào vấn đề này. Cái điều thứ ba đó là cái điều mà quý vị biết rằng bên dân chủ, bên Thượng viện thì đòi bỏ phiếu ngày hôm nay để thông qua cái 2.000. Thì ông cũng nói là bây giờ vẫn chưa có thời gian. Những vấn đề này còn phải consider, hay dùng cái chữ considering thì đúng hơn, thì sẽ xem xét lại cái vấn đề này trong thời gian tới, gần hay xa thì ông không nói ra. Nhưng mà ông Mitch McConnell, chủ tịch khối đa số của Thượng viện, thì ông nói là ngày hôm nay thì chắc chắn không có thể nào đem ra bỏ phiếu được. Đó là cái chuyện mà cập nhật cho cái bản tin mà từ 600 lên tới 2.000, rồi cái đạo luật 230 và tổ chức lại cái việc mà điều tra về gian lận bầu cử vân vân. Thì cái đó thì coi như ông Mitch McConnell ổng bác đi, và ổng nói rằng cái đó là ngày hôm nay thì chắc chắn không thể nào làm được. Cho nên quý vị thấy thôi, không trễ quá khỏi cái ngày 15 tây tháng giêng thì mọi người đều nhận được cái check 600 đô. Đó là bản tin mới nhất cập nhật anh đi gửi đến cho quý vị. Và cái bản tin kế tiếp nữa anh đi gửi đến cho quý vị, đó là một cái bản tin anh đi đọc trong hầu hết mỗi cái tờ báo hay là những phương tiện truyền thông, họ đều chạy một cái tựa đề mà tạm dịch rằng cái nỗi khó xử của Phó Tổng thống Mike Pence. Khó xử như thế nào?
Thì cái bản tin cho biết là ông phó tổng thống Mike Pence đang lâm vào cái thế khó xử nhất trong 4 năm nhiệm kỳ khi ông Trump và đồng minh đang thúc giục ông Mike Pence phải chọn cái phe phái nào. Ông tổng thống Donald Trump đã gây áp lực buộc ông Pence, người sẽ chủ trì cái phiên họp lưỡng viện quốc hội vào ngày 6 tháng 1 để kiểm phiếu đại cử tri và tuyên bố ứng viên chiến thắng trong cuộc bầu cử, đảo ngược kết quả và trao chiến thắng cho ông Trump. Ngay cả khi ông Pence và nhiều trợ lý của tòa Bạch Ốc đã cố gắng giải thích với ông Trump rằng cái vai trò chủ tịch thượng viện của phó tổng thống chủ yếu mang cái tính hình thức mà thôi, và ông không thể nào đơn phương bác bỏ cái kết quả bỏ phiếu của đại cử tri, mà ông Trump dường như vẫn tin vào cái khả năng lật kèo tại cái phiên họp quốc hội này. Xin lỗi quý vị. Ngày hôm qua thì những cái đồng minh của ông Trump đã càng gia tăng cái áp lực khi một nhóm nghị sĩ của Cộng hòa đệ đơn kiện lên thẩm phán liên bang là Jeremy ở tiểu bang Texas, yêu cầu ông này tuyên bố rằng ông Pence là người có thẩm quyền duy nhất được tùy ý quyết định kiểm phiếu đại cử tri ở các tiểu bang, và yêu cầu nhóm nghị sĩ Cộng hòa dường như là cái bước tiếp theo cho cái kế hoạch gửi phiếu bầu của cái nhóm đại cử tri thay thế. Cái này mở ngoặc đóng ngoặc nha quý vị, đại cử tri thay thế để ủng hộ ông Trump ở các bang chiến trường lên quốc hội để đảo ngược cái kết quả bầu cử. Và các cái chuyên gia về luật bầu cử cho rằng cái đơn kiện của nhóm nghị sĩ đảng Cộng hòa chỉ là một cái nỗ lực vô vọng. Tuy nhiên, nó đặt ông Pence vào cái tình thế phải công khai chọn phe phái, không ủng hộ ông Trump và các đồng minh hay là ủng hộ họ và tỏ rõ cái ý định lật ngược cái kết quả. Đây sẽ là cái thời điểm ông Pence phải đưa ra những cái quyết định. Dù kể từ sau ngày bầu cử, ông không có công khai ủng hộ các cái cáo buộc gian lận bầu cử của ông Trump, và ông Pence cũng tỏ ra rất là thận trọng vì không tỏ ra dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ hành xử ra sao trong cái phiên họp mà lưỡng viện quốc hội ngày 6 tháng 1. Ông Pence sẽ thể hiện cái sự tận tụy với ông Trump trong cái nhiệm kỳ của mình. Ông khen ngợi ông Trump và các lựa chọn chính sách của ông Trump. Một cái hình ảnh đã trở nên quen thuộc với ông Pence đứng bên cạnh ông Trump, mỉm cười khi mà ông Tổng thống nói chuyện. Thì cái bài viết được viết thêm như thế này nè quý vị. Ông Pence là... Ông Trump đó luôn là cái trung tâm của sự chú ý. Và ông Trump không bao giờ nhường cái ánh đèn sân khấu cho bất kỳ ai. Ông Pence cũng chấp nhận điều đó và giữ nguyên cái cam kết với ông Trump ngay cả sau những cái vụ bê bối lớn nhất của ông Trump vào cái mùa bầu cử năm 2016, khi ông Trump lộ cái việc video cho thấy ông khoe khoang về cái việc mà sàm sỡ với phụ nữ năm 2005. Thì phải nói rằng cái câu chuyện nó rất là dài, nhưng mà Andy chỉ có đưa ra một cái đoạn thêm như thế này. Ông Trump ông rất tức giận khi cái dự án mà Lincoln đã đăng một cái video nói rằng ông Pence đang bỏ rơi ông Trump. Cái video này thu hút tới 1.3 triệu người xem, bắt đầu bằng cái dòng chữ ngày tàn sắp đến rồi, Donald Trump. Ngay cả Mike Pence cũng biết điều đó. Cái đoạn video kết thúc với cái thông điệp là ngày 6 tháng 1, Mike Pence sẽ đóng chiếc đinh vào quan tài chính trị của ông Trump khi ông ấy chủ trì cái cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện để chứng minh ông Joe Biden đã thắng. Mọi chuyện đã kết thúc và Mike Pence cũng đã biết điều đó. Thì quý vị thấy rằng một cái điều nữa đó là trên thực tế đó, thì ông Pence ông vẫn là bày tỏ cái sự ủng hộ với ông Tổng thống, dù không có tham gia sâu vào những cái nỗ lực thách thức kết quả. Nhưng mà tại một cái hội nghị của nhóm bảo thủ trẻ tuổi Turning Point của USA ngày hôm 22 tháng 12 ấy, thì ông Pence ông nhấn mạnh rằng cái cuộc tranh cử vẫn tiếp tục và nhóm của ông Trump sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi mọi phiếu bầu hợp pháp được tính và phiếu bầu bất hợp pháp bị loại bỏ. Thì ông Antonio cho rằng cái việc mà thể hiện cái sự ủng hộ với ông Tổng thống có thể phục vụ cái triển vọng chính trị của ông Pence. Điều đó cho thấy rằng ông Mike Pence không muốn làm mất lòng cái nhóm cử tri trung thành với lại ông Trump.
Và khi ông Trump đã giành được hơn 74 triệu phiếu phổ thông trong cuộc bầu cử. Mặc dù ông Trump đã gợi ý sẽ ra tranh cử năm 2024 và ông nói rằng ông có thể từ bỏ ý tưởng này, điều đó sẽ khiến cho ông Pence trở thành ứng cử viên có nhiều khả năng được đề cử của đảng Cộng Hòa nếu tranh cử vào năm 2024. Với cái lợi ích đó, thì giờ không phải là lúc để ông phá bỏ cái mối quan hệ giữa hai người. Đó là ông Antonio, ông viết như vậy. Cái sự tận tụy của ông Pence với ông Trump trong những năm qua có thể làm hài lòng một số những cử tri trung thành với Tổng thống. Nhưng điều đó không có đồng nghĩa rằng ông chắc chắn giành được cái sự đề cử của đảng Cộng Hòa vào tòa Bạch Ốc. Hãy nhìn vào cái biểu ngữ được trưng bày 2 tháng trước tại một cái sự kiện ở Nevada. Nó viết rằng Don Jr. năm 2024, Antonio nói đã nhắc đến con trai cả của ông Trump. Ngày hôm qua anh đi gửi đến một cái bản tin, đó là cái cũng là theo cái viện thăm dò của Gallup, thì cho thấy rằng trên 75 đảng viên của đảng Cộng Hòa hài lòng với cái việc mà ông Trump đã làm tổng thống trong 4 năm qua. Và cử tri của ông Trump đó cũng rất là hài lòng về cái việc này. Và nếu như năm 2024 mà ông Trump ra tranh cử đó, thì một lần nữa cái nomination đó là của bên đảng Cộng Hòa sẽ dành cho ông Trump. Cái điều đó là điều tuyệt đối. Như anh đi có nhắc với quý vị ngày hôm qua. Cái đó là cái sự đề cử của đảng Cộng Hòa, chứ không phải là những cái cử tri trên toàn quốc, kể cả đảng Dân Chủ, hay là những cử tri của đảng Cộng Hòa mà nói riêng, chứ không phải là cử tri riêng của ông Trump. Cho nên cái bản tin ngày hôm qua anh đi đưa cho quý vị và anh đi muốn nhấn mạnh cái điều đó. Ngày hôm nay đó thì anh đi cũng đọc một số những cái bản tin khác để nói về tới cái điều luật mà 1887. Thì nó có một cái sự so sánh nho nhỏ anh đi muốn nhắc lại. Tức là nếu mà theo cái điều luật này và cái người cuối cùng mà có thể công nhận cái phiếu cử tri đoàn thuộc về ai, mà như cái điều luật này nói, mà người ta lợi dụng cái điều luật này, thì có thể là chủ tịch của Thượng viện là rõ ràng ông Mike Pence. Thì nếu như vậy đó, thì cái phiếu phổ thông nó không có giá trị một tí nào hết. Rồi cái người đếm phiếu cũng không có giá trị luôn. Cái phiếu cử tri đoàn nó cũng không có giá trị, không có quyền quyết định. Mà chỉ có cái người chủ tịch thượng viện là cái người mới có tính quyết định khi mà ông quyết định rằng ai thắng cái phiếu cử tri đoàn này. Nói như vậy thì ông Mike Pence rõ ràng là ông, nếu mà ông làm theo đúng cái điều luật mà 1887 mà mọi người đang kiện tụng mà nói ông Pence nên lật kèo đó, thì ông chỉ định những cái phiếu cử tri đoàn cho ông Trump thắng, thì rõ ràng cái điều này nó sẽ không xảy ra, bởi vì chính ông Pence, ông đã giải thích với ông Trump và những đồng minh đã giải thích với ông Trump rằng cái điều này một mình ông đơn độc. Ông Mike Pence chỉ là cái hình thức là coi như chủ tịch của Thượng viện thôi, chứ thật sự ông không làm được điều này. Nhưng mà ông Trump dường như ông không có tin. Ông chỉ trích ông Pence, nói ông Pence là làm chưa đủ. Lần này ông Pence phải đưa cái phiếu cử tri đoàn về cho ông Trump để cho ông Trump thắng. Thì nó có một sự so sánh như thế này quý vị. Cái năm 2006 lúc bà Hillary Clinton ra tranh cử cùng với ông Trump, thì lúc đó là quý vị nhớ ông Joe Biden là phó tổng thống, cũng có nghĩa là chủ tịch của Thượng viện. Mà nếu như lúc đó bà Hillary Clinton bà kiện cái vụ mà bà thắng cái phiếu của phổ thông nhưng bà thua cái phiếu cử tri đoàn, mà ông Mike, lúc đó là ông Joe Biden cũng giống như cái vị trí của ông Mike Pence như bây giờ, thì lúc đó ông quyết định là ông chuyển, ông là đảng Dân Chủ, thì đương nhiên phó tổng thống chủ tịch thượng viện sẽ chuyển cái phiếu cử tri đoàn này cho bà Hillary Clinton. Thì ngày nay đâu có ông Trump đâu, mà người làm tổng thống đã là người đàn bà Hillary Clinton, người đàn bà đầu tiên trở thành tổng thống của Hoa Kỳ rồi. Cho nên cái điều đó là cái điều mà ông Trump cũng không có nghĩ tới. Mà thật sự ra mà làm cái điều này không phải dễ. Cho nên quý vị thấy rằng nếu mà thực hiện cái điều này, anh đi nhắc lại một lần nữa,
những người đi bỏ phiếu, những người cử tri không là gì cả. Phiếu cử tri đoàn cũng không là gì cả. Và những người đếm phiếu cũng không là gì cả, không có giá trị. Cuối cùng chỉ có cái người mà chủ tịch thượng viện là cái người có thể là phán quyết cái lời nói của mình, cái quyết định của mình mới có giá trị. Thì cái điều này nó vô nghĩa lắm. Ngày mai nếu có dịp anh đi sẽ có một cái bản tin khác gửi đến cho quý vị vào ngày mai. Tình cờ ngày hôm nay anh đi đọc được một cái tựa đề, nhưng mà cái bài viết nó quá dài, nó tổng hợp quá nhiều điều, cho nên anh đi chưa có thời gian để mà mình đọc cho nó kỹ để mà gửi đến cho quý vị. Cái bản tin nó chạy một cái tựa đề như thế này nè quý vị. Nước Mỹ có một con hổ rất dữ, và con hổ này nó đang rất giận dữ. Cho nên cái việc cần làm á, là ông Joe Biden phải đem nhốt nó vô chuồng càng sớm càng tốt. Đó là cái tựa đề nó chạy như vậy. Nhưng mà anh đi chưa có thời gian để mà tìm hiểu rõ cái vấn đề này để gửi đây quý vị. Hy vọng ngày mai khi mà Andy sẽ đọc kỹ và gửi đến quý vị vào ngày mai. Một lần nữa Andy Phạm xin được gửi lời chào tạm biệt quý vị nơi đây và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Xin chào.